Nguyên Audio quay và test cho quý vị và các bạn một chiếc đài huyền thoại cổ xưa, đó là chiếc đài Sharp VFF939, rất là đẹp và hoàn hảo về trong ngày hôm nay là ngày mùng 10 tháng 10 năm 2023. Và chiếc đài này thì hàng bên siêu thị Nhật về với giá là 21 triệu đồng quý vị nhé. Được Nguyên Audio đã tuyển chọn rất là kỹ rồi, hàng đẹp xuất sắc cho anh em chúng ta sưu tầm chơi, và mọi chức năng thì đều hoạt động hoàn hảo tất cả quý vị ạ. Chiếc đài này thì được ra đời từ những năm thập niên 1980 và xuất đi thị trường các nước như là sử dụng điện đa cầu. Thì ngày xưa thì xuất đi sang Việt Nam này, sang các nước như là Nga, Đức đấy ạ. Sharp VFF939 thì thập niên 1980 thì nó cũng rất là hiếm quý vị nhé. Và bây giờ thì có rất nhiều quý vị chơi và sưu tầm để ôn lại cái kỷ niệm xưa. Và để đáp ứng nhu cầu đam mê của quý vị thì Nguyên Audio luôn luôn tuyển chọn những chiếc đài đẹp nhất và hoàn hảo nhất về tại cửa hàng để phục vụ quý vị đam mê. Chiếc đài này thì chạy hai cửa băng cassette, có autovớt tự động hai chiều quý vị ạ. Có radio AM FM tần sóng 108, có đường line in để cho chúng ta kết nối với các thiết bị thông minh bên ngoài vào. Với chất âm của Sharp VFF939 thì rất là hay, bởi vì loa của nó công suất lên tới 200W quý vị nhé. Đấy ạ. Và loa của nó là loa màng nhôm FD, loa hình vuông, thì sử dụng 3 loa, một loa bass này và hai loa tép, có một loa tép giấy và một chiếc loa chép thạch anh. Đấy ạ, có dàn nhìn là đèn nháy, dàn đèn mưa, hiển thị công suất rất là đẹp, và có equalizer để chúng ta vi tinh chỉnh bát chung chép nhé, rất là hay equalizer. Và có đồng hồ báo giờ vẫn còn đầy đủ, mặc dù của nó đã trên 40 năm rồi nhưng quý vị nhìn thấy cái đồng hồ đây nó còn không mất đấy, đang báo giờ ở đây quý vị nhé. Đây ạ, 3 giờ 9 phút. Và tất cả thì rất là đẹp đấy ạ, rất là đẹp. Mạ chrome thì sáng quắc từ những cái viền loa bát, loa chép, từ những cái tay sách đấy ạ, rất đẹp. Đấy, Nguyên Audio sẽ test mọi chức năng. Mọi nhu cầu quý vị liên hệ theo số điện thoại là 0358 237 899. Nguyên Audio ra hàng toàn quốc quý vị nhé. Và bây giờ sẽ test cái radio đầu tiên ạ. Văn hóa xứ Hoài, hòa nhịp đất Thăng Long của chương trình văn nghệ hôm nay. Tiếng của nó thì rất là ấm, đặc biệt là giải trầm. Phải chấm rất là ấm áp quý vị nhé. Các bạn thân mến, vùng văn Có hóa những cái Thăng Long, chiếc đài tinh nào hoa mà có của chất cả âm hay nền như văn là hóa chiếc dân đài tộc 939 đâu hình quý vị thành ạ? cùng với nền văn minh sông Hồng được đắp bồi kết tinh qua các triều Lý, Trần, Lê, tràn đầy nội lực và hào khí dân tộc. Tiếp theo sẽ là cửa băng cassette số 1. Các bạn mua chiếc đài này thì Nguyên Audio sẽ tặng chúng ta hai chiếc băng mắt đen xịn trị giá 600.000 đồng. Phút ban đầu tiếp theo sẽ là cửa băng số 2. Hai cửa băng thì chất âm đều như nhau nhé quý vị nhé. Trước dù
Tất cả những chiếc đài mà về tại cửa hàng Nguyên Audio trước khi giới thiệu và bán cho quý vị thì Nguyên Audio đã test rất là kỹ rồi quý vị nhé. Quý vị về chúng ta chỉ việc cắm điện vào là chúng ta dùng thôi, nên là chúng ta yên tâm về chất lượng. Nguyên Audio xin được dừng video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.